Tao nhỏ lại hỏi cái. Nghe thế này tạm được chưa anh? Hả? Đánh nó khác nghe trong video không? Đánh nó giỡn màn anh ạ. Cái này trong nhà đấy thì nó còn kinh khủng nữa cơ. Dạ. Đeo thằng nghèo, nghe thằng phê đúng không? Con này thì em đang sell anh em nhé. Còn 13 triệu một cặp. Đó, để chơi anh em. Và đây là B3 ZZ215. Đấy, gần vàng, nói chung là ống mướt luôn. Nói chung khẳng định các bác luôn là những cái sợi, những cái tán gần của B3 thì em nói các bác luôn, anh em dùng cả 10-15 năm sau vẫn vô tư anh em nhé. Tại vì nó không bị khô giống như dòng khác các bác nhé. Đây là gần dầu bóng, rất là nhớt luôn. Đấy, kể cả như em để ra ngoài, nó thật các bác luôn, vệ sinh để bao nhiêu. Nhưng mà lát nữa tháo ra cho anh em xem luôn. Cái này thì thật sự các bác luôn là cái độ bóng, độ ấy của nó thì hầu như nguyên bản nó thì anh em dùng cả 10 năm vô tư, không bao giờ bị lo bị khô dầu riêng, đặc biệt đặc trụng với những dòng của B3 anh em nhé. Anh em yên tâm luôn, kể cả trong và ngoài không cần phải lo, nên anh em không phải lo về dưỡng gân dưỡng ghét gì nữa. Thì mời anh em cùng ZZ212 thì đánh giá không cao, tép nó hơi tối, lời được. Nhưng mà riêng ZZ215 để nâng cấp lên đó là tép 750 anh em nhá. Và nhựa là nhựa composite nên là chất âm nó ra nó khác hoàn toàn luôn, tép nghe nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Đó thì hôm trước anh em mà thấy là em về 1 lít đó là B3 ZZ212 và H215. Nó thật các bác luôn là 212 không phải tự nhiên mà 212 nó rẻ hẳn luôn anh em ạ. Nhưng mà 215 nó là một dòng loa rất giữ giá. Đó, 215 là một dòng loa cực kỳ giữ giá luôn trên thị trường luôn anh em. 4 năm trời mà anh em thấy là cái độ gọi như là giá cả nó không giống như những hàng khác luôn, lúc nào nó cũng là trên 15 triệu hết, không bao giờ dưới luôn. Đó, thì cái bao nhiêu năm nay đó vẫn thế, 4-5 năm nay rồi. Đó là một dòng loa cực kỳ giữ giá luôn. Còn ZZ212 anh em biết là nó xuống giá rất là nhanh. Đó, nhưng mà đánh con này nó thật sự các bác luôn là cái chân bát nó rất là hay luôn nha. Cái con phun mưa này, bộ dàn này combo lên là chỉ có 22.600. Tại bên cạnh anh kia đang sell anh em ạ. Nó thật các bác luôn đang sell con này 13 triệu là rẻ nhất thị trường hiện nay rồi. Khẳng định mọi người luôn anh em nhé. Đấy. Ok cho các bác. Đấy, anh em vào cho kỹ đô la các bác nhá. Đây là đang lên bộ dàn cho mấy bác khách. Nghi Sơn Thanh Hóa. Chưa hết đoạn này, đoạn khác thì tiếp tục đến các bác ạ. Đó thì sau khi test xong thì mấy anh em bắt đầu tháo được kiểm tra loa B3. Hiện tại bên cạnh ghi còn một cặp anh em nhé, đang xem 13 triệu một cặp để chơi anh em. Đấy, tiếp tục một bộ dàn tiếp theo cho bác khách này. Đầu xuân chúc chim anh rơi, ngọc ngư xuống giang lối phố xuân xa như vậy. Vang tiếng hẹn chàng trai xuống trường, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn mỗi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ôi xa ba nơi đông lỡ đất trời, mùa trái và mùa con trai gọi con gái ta say tin chờ anh về thâu em. Vang tiếng hẹn chàng trai xuống trường, hẹn gặp ai mà sao. Tiếp tục một bộ dàn này, cái bộ dàn này giá trị nó tầm 17 triệu cho em với vàng X Mixer 790 và